gì kỷ niệm. Xin giới thiệu các bạn kèo solo giữa anh Cỏ và Khải, điểm 1-0. Anh Cỏ Trà Vinh và Khải Sóc Trăng, điểm 1-0. Điểm 2-0. Xong bóng chuyện này thuộc ấp 7, xã Ba Trinh, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Điểm 1-2. Điểm 3-1. Pha bóng quá tốt. Điểm 4-1. Điểm 2-4. Pha bóng tốt. Điểm 3-4. Điểm 4 đều. Điểm 5-4. Điểm 5 đều. Hôm nay giờ đánh 10 hay 15 điểm gì anh? Đánh 10 hay 15 điểm hả? Điểm 6-5. Khá quá tốt. Điểm 7-5. Ngoài. Điểm 6-7. Phát bóng quá tốt. Điểm 7 đều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ngồi luôn. Bộ ống không qua lưới. Ngồi xong luôn hả? Điểm 87. Điểm 97. 97. Bộ ống tốt, điểm 89. Điểm 18. Trời. Điểm 90. Bóng trong sân. Điểm 10 điều. Má mệt như trời. Điểm 11, 10. 11 ơi. Điểm 11 điều. Bóng ngoài, điểm 12-11. Bay ô, lấy con hai chân gì bay. Vô dạng á. Ôi. Đó nè. Tự tin chú ơi. Bóng tốt, điểm 12 điều. Điều chứ 12 điều á. 12 điều. Ồ. Phát bóng hồng vào lưới, điểm 13-12. Vừa 3-12. Bộ bóng tốt. Má rồi trời. Điểm 14-12.
Xuống đây vào lúc 11 giờ. Rồi, kết thúc set đấu Bình Định Cỏ thắng. Nè, giả bộ bôi chút cái ha nè. Nè, quay em với hai em gái này coi. Đâu? Tới ổ luôn. Đâu vậy? Dạ thôi, đừng quay mất cỡ.